bây giờ con sẽ tìm thần xong rồi con ngửi cho mà nội nha nha. Hello các bạn, bây giờ mình đang làm cái này thấy đẹp không các bạn? Bây giờ một chút xíu nữa bạn làm xong rồi thì hãy như giống như vậy thì giống mình xong rồi bỏ một cái thư sách bên trong. À muốn có đọc kinh thánh thì mình sẽ mở ra nha nha. Bây giờ video này chỉ có xíu xìa thôi nha. Bây giờ mình cùng mình chưa trò chưa dự à có xem ai hay ai sẽ có được cái thứ trên này bỏ lên như vậy được không? Nặng luôn dạ, nặng luôn cái chân này nặng luôn dài luôn. Bây giờ các bạn luôn á, bây giờ cùng xem video gì thì mình sẽ gửi cho ai.